Ya, ada yang lainnya. Ya, ada yang lainnya.
cười cái ăn kể như con gần con đang được sư ba nó mất mình cần cho con như này như là khó có như khó có thế à nó sẽ kêu đi vì vậy nó nghe cái tiếng nó sẽ có mộng nó cứ ở lại ra thế nó mới một cái chân cơ đó cái này đi nghe được khi đặt ngon tâm đấy ra xong rồi tao cũng biết chính là mày em phải đi mua cái đó ăn một bữa xin sự làm cái đó đi mà cái tức của nó phải xuống không ăn bắt luôn là sẽ còn mà không biết xấu tất cả cái chết mình đã xả ban ngày cái mà đi cái là chúng nó tích cực từ đó là từ khi bị sinh to bây giờ là phát được cái phong này nó đi rồi là jadi kita mau mau ini apa itu ya?